Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, dư luận đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai phó tướng. Bà Harris tăng tốc cỗ máy tranh cử. Bầu cử Mỹ có thể quyết định kết cục xung đột Ukraine. Bầu cử Mỹ 2024, dư luận đổ dồn vào cuộc đối mặt giữa hai phó tướng. Thưa quý vị và các bạn, hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Tim Walz và Đảng Cộng Hòa J.D. Vance sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất vào tối mùng 1 tháng 10 theo giờ địa phương, tức sáng mùng 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Cuộc tranh luận này nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận trong bối cảnh chỉ còn chưa tới 40 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Trong các ngày từ 27 tới 29 tháng 9, nhiều trang báo và tạp chí Mỹ như New York Times, Washington Post, Fox News, Politico đồng loạt đăng các bài phân tích về tương quan vị thế của hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ cũng như về tác động của cuộc tranh luận với cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng. Động thái diễn ra ngay trước thềm cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng viên Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là Thống đốc Tim Walz của Đảng Dân Chủ bang Minnesota và Thượng nghị sĩ J.D. Vance, Đảng Cộng Hòa bang Ohio vào ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo các cuộc thăm dò dư luận tổ chức ngay trước phiên tranh luận cho thấy, Thống đốc Tim Walz nhận được lòng cử tri hơn so với Thượng nghị sĩ Vance, với tỷ lệ tín nhiệm lần lượt là 40% và 25%. Đáng chú ý, ông Walz có uy tín cao hơn ông Vance đối với cả cử tri nữ và nam. Đây là tín hiệu tích cực đối với phe Dân Chủ, vì trong số hai ứng cử viên Tổng thống, ông Donald Trump được xem là có lợi thế hơn trong việc huy động lá phiếu từ cử tri nam nói chung. Cả ông Walz lẫn ông Vance cùng nỗ lực để bù đắp cho những khiếm khuyết của hai ứng viên liên danh của mình. Ông Walz sẽ đề cập tới những bước đi chính sách thực chất, trong khi ông Vance sẽ cung cấp những luận điệu có logic. Hiện ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz đang được đánh giá là có cửa thắng cao hơn đối thủ của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh luận sắp tới do sức cuốn hút tự nhiên cũng như kinh nghiệm dày dặn trên chính trường. Tuy nhiên, các bài viết cảnh báo không hề coi thường ông Vance vì ông là con người sắc sảo, thông minh và những tiến bộ vượt bậc về khả năng hùng biện chỉ trong 2 năm qua và có biệt tài lý giải những phát ngôn của ông Trump theo cách mà cử tri có thể hiểu được phần nào. Nhiều bài viết nhận định cách biệt giữa hai phe Harris Walz và Trump Vance đang xít sao đến mức cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Phó Tổng thống, sự kiện vốn được coi là món ăn kèm, cũng có thể gây tác động đột biến đến kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng. Ngoài ra, trong bối cảnh cựu Tổng thống Trump từ chối tranh luận lần 2 với Phó Tổng thống Harris, cuộc tranh luận hôm 1 tháng 10 nhiều khả năng sẽ là lần tương tác cuối cùng giữa hai chiến dịch tranh cử trước sự chứng kiến của cử tri cả nước. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã quyết định không tái tranh luận với bà Harris bởi ông Trump có thể muốn tránh rủi ro trong giai đoạn nước rút sau khi đã bỏ lỡ cơ hội đánh bại đối thủ vào ngày 10 tháng 9. Giới quan sát cũng cho rằng ông Trump, người hiếm khi từ chối cơ hội thể hiện mình trên màn ảnh, còn có thể có lý do khác. Họ cho rằng cựu Tổng thống Trump không muốn lặp lại một cuộc đối đầu mà ông đã thiếu chuẩn bị, thiếu tập trung và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để hạ gục đối thủ. Ông Trump có thể đúng khi tìm cách giảm thiểu rủi ro bởi sau cùng kết quả thăm dò cho thấy hai ứng cử viên vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Cựu Tổng thống dường như có lợi thế hơn về chính sách kinh tế, nhập cư, nằm trong số những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu. Lịch sử cho thấy người thắng thế trong cuộc tranh luận chưa chắc đã là người thắng chung cuộc. Năm 2016, ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton được coi là thắng ông Trump trong các cuộc tranh luận, nhưng cuối cùng ứng viên Đảng Cộng Hòa mới là người tuyên thệ nhậm chức. Bà Harris tăng tốc cỗ máy tranh cử. Ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris vẫn thu hút được sự ủng hộ lớn từ cử tri khi cuộc bầu cử chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của Phó Tổng thống Kamala Harris huy động được 55 triệu đô la Mỹ trong hai sự kiện cuối tuần qua. Theo đó, bà Harris huy động được 27 triệu đô la Mỹ trong sự kiện ngày 28 tháng 9 tại sự kiện gây quỹ tại cung điện mỹ thuật ở San Francisco. Sự kiện có sự xuất hiện của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và phần trình diễn của ca sĩ Andrade. Sau đó, tới ngày 29 tháng 9, bà tới Los Angeles để tham gia một sự kiện gây quỹ khác. Và lần này, con số mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ kêu gọi là 28 triệu đô la Mỹ. Sự kiện thu hút sự tham gia của một loạt các ngôi sao Hollywood nổi tiếng. Tại các sự kiện, bà Harris nêu bật các chính sách kinh tế và giải thích cụ thể về chương trình nghị sự bà sẽ thực hiện. Chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà Harris và Đảng Dân Chủ huy động được tổng cộng 361 triệu đô la Mỹ vào tháng 8, mang lại lợi thế về tiền mặt rõ ràng so với đối thủ Donald Trump, người chỉ huy động được 130 triệu đô la Mỹ. Với khoản ngân sách nhỉnh hơn đối thủ, bà Harris có thể thực hiện thêm các chương trình vận động mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tại các bang chiến địa. Tuy nhiên, lịch sử cũng đã chứng minh rằng không phải ứng viên nào có nhiều ngân sách tranh cử hơn sẽ chắc chắn giành chiến thắng. Hai ứng cử viên vẫn trong cuộc đua sát nút cho chức Tổng thống khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống mùng 5 tháng 11. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được thực hiện vào đầu tháng cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ ủng hộ là 47% so với 40%, mặc dù trước đó các cuộc thăm dò khác cho thấy khoảng cách giữa hai đối thủ xít sao hơn. Bầu cử Mỹ có thể quyết định kết cục xung đột Ukraine. Trong một diễn biến có liên quan, cựu Thủ tướng Séc ông Andrej Babiš tin rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới có thể quyết định kết quả cuộc xung đột Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, được công bố hôm 29 tháng 9, cựu Thủ tướng Séc ông Andrej Babiš cho biết, ngay cả các quốc gia thành viên EU và NATO đều không thống nhất về cách tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng khối này nên theo đuổi hòa bình thay vì những mục tiêu khác. Ông nói rằng cần phải nhìn vào thực tế là cuộc bầu cử Mỹ sẽ quyết định cuộc chiến ở Ukraine. Chiến thắng của ông Donald Trump sẽ tốt cho châu Âu, vì ông ấy cam kết sẽ chấm dứt ngay lập tức chiến tranh. Séc là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine nhiều nhất trong cuộc xung đột với Nga, khi tích cực cung cấp nhiều loại vũ khí và đạn dược cho Kiev. Đầu năm nay, Séc đã khởi động sáng kiến đạn dược, một dự án đa quốc gia để cung cấp đạn dược cho Ukraine. Tuy nhiên, đầu tuần trước, truyền thông Đức đưa tin một số loại đạn dược mua theo sáng kiến trên bị lỗi khi chúng phát nổ ngay sau khi rời khỏi nòng và cho thấy các đặc tính nguy hiểm khác. Séc đã thừa nhận số vụ việc riêng lẻ liên quan đến đạn dược bị lỗi. Trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 24 tháng 9, Tổng thống Séc, ông Petr Pavel đã cảnh báo những kỳ vọng không thực tế tại hội nghị Munich năm ngoái về xung đột Ukraine. Tổng thống Pavel cho rằng hy vọng chiến tranh sẽ kết thúc sau vài tuần hoặc vài tháng với thành công rõ ràng của Ukraine có thể là ý nghĩ nguy hiểm. Theo ông Pavel, đó là một lý do vấn đề này cần được xem xét trên cơ sở những gì thực sự có thể xảy ra. Bình luận trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Pavel bình luận với New York Times rằng Ukraine nên chấp nhận khả năng lãnh thổ của mình còn có thể tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau khi xung đột kết thúc. Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã chỉ trích ý tưởng bị cho là đổi lãnh thổ lấy hòa bình. Kiev bác bỏ kịch bản tạm thời để một phần lãnh thổ Ukraine bị Nga kiểm soát và những giải pháp nửa vời tương tự. Tổng thống Pavel cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO không nên phụ thuộc vào việc Kiev giành lại hoàn toàn lãnh thổ, bao gồm cả các phần mà Nga đang kiểm soát. Ông Pavel cho rằng có thể có kịch bản Ukraine và Nga ký kết một thỏa thuận trong những năm tới. Điều này có nghĩa là nếu phương án này xảy ra, một số vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn có thể nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Nhưng ông Pavel cho rằng phương Tây chỉ nên coi tình trạng này là tạm thời. Trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại tháp Trump ở New York hôm 27 tháng 9, cựu Tổng thống Trump nhấn mạnh ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với cả lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Putin. Ông Trump nói rằng ông có thể đưa ra giải pháp tốt cho cả hai bên để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine nếu ông đắc cử vào tháng 11 tới đây. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể sớm chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Ông cho biết sẽ buộc Nga và Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông đã không ít lần chỉ trích việc Mỹ tiếp tục đổ hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ông phát tín hiệu sẽ cắt viện trợ cho Kiev nếu tái đắc cử.